Mình số 3 vợ của ông kia
เพื่อไม่เลือกโอ้ยอย่าเลี้ยวใช่ไหมให้หน่อยให้หน่อยให้หน่อยđàn ông mình đầy lúc chết nó nhảy đà mạnh quá hả tốt rồi cảm ơn đánh rất là nhiều của bạn không thể lên tay siêu nó hay vắt ở bên này đấy chị nghĩ là bên Huyền đấy hơi lẩy với ai các chị ở đâu xuống nhà quay mày ơi lại bên giờ rồi con số chúng tôi đã có rồi chúng tôi đã không ai¡Gracias!
bóng phát ăn trực tiếp điểm cho ta 3 đều. Đập bóng qua lưới điểm cho Hoàng Hạ 4-3. Bạn đã đánh không qua lưới điểm cho khu 9 4 đều. Đúng rồi. Điểm cho Mala 5-4. Thoải mái tâm lý ra, đằng nào tí về cả không biết. Rồi, quá kìa. Bỏ bóng tiếp. Điểm cho khu 9 thị trấn 5-0. Anh em thầy giáo. Ông cứ phát bóng. Đấy. Đấy. Hay quá. Hay nhỉ? Nhỉ? Anh nói ăn rồi đấy. Ăn rồi. Điểm cho khu 9 thị trấn 7-6. Ở đây à? Đi luôn. Anh Duyên, anh Duyên. Đi cùng mà. Tắc cúi đâu. Đánh bóng không hiểu ý để bóng rơi. Điểm cho Hà Lan 7-0. Sang ngoài mút được tiếp hay quá nhờ. Tôi tưởng chỉ bắn được quần áo mà bóng hay nhờ. Bắn lên quần áo mà đánh bóng hạng thật bóng đánh ngoài sân kiểm cho khu 9 thị trấn 8-7. Bóng ngoài sân điểm cho khu 9 9-7. Rồi bây giờ nói mắt không nói hai luôn. Ngoài rồi. Bóng ra đi. Rồi. Bóng ngoài sân. Điểm cho khu 9 thị trấn 10-7. Hay lắm. Bắt nghe một chiêu đấy. Bóng cứ đá bóng trong sân. Điểm 11-7. Thế kia mất tập trung rồi. Mất tinh thần. Mấy đầu phải đợi lâu tí mà nó khi mà nó chạy rồi thì chạy rồi. Bóng ngoài sân điểm cho Hoàng Hạ 8-11. Đánh về đây đi.
Ôi, đỡ bóng ra ngoài sân, điểm cho Hà Lan 9-11. Lần thứ nhất của hiệp thứ nhất. U9 bị dẫn khi ngân do bóng. Đánh hay thế.
đánh mạnh thế. Mình nghĩ là thứ hai. Quá vào sân thôi. Sang đi. Bất ngờ rồi. Có điểm rồi. Thank you.
Dạ, bóng vô mà là 1 đều. Hết bóng ăn trực tiếp. Điểm bóng cho Mara 2-1. Đánh bóng vô qua lưới của Hồng Thư. Điểm cho Mara 3-1. Điểm cho Vũ Trí Thị Trấn 5-7. Bỏ bóng cho Vũ Trí Thị Trấn. Vũ Trí Thị Trấn không hiểu lý do bỏ bóng cho Vũ Trí Thị Trấn. Điểm cho 8-5. Ước một tốt.
Đều rồi. Thắt. Rồi. Đúng rồi. Bắt. Rồi. Đập thôi, không cứ đập rồi, chú vẫn chưa đập. Vẫn chưa đập, tâm thu. Ai chưa đập rồi, có được không? Hay lắm bạn ạ, thủ bóng rất hay. Còn Nguyên. Không được rồi, cuối cùng bạn ạ bỏ bóng. Cố lên. Điểm cho bạn ạ, 12-10. Rồi. Bắt bóng rất uy lực của bạn ạ. Điểm cho ba đã. Tâm ơi, cố lên. 10. Hồng Dương bỏ bóng rất khéo, gót vào góc lưới. Điểm cho thị trấn 11-13. Không được rồi. Hôm qua mới rồi điểm cho bạn ạ. 15-11. Tiếp tục là dẫn đến 4 điểm rồi. Lên. Điểm cho bạn ạ. 16-11. Điểm cho bạn ạ. 17-1. Cũng này không những chấn cần có vẻ ý hay không? Phát bóng bên ngoài sân rồi. Bạn ạ. Điểm bóng cho khu vực 12-17. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ได้ไหม
đảm bảo cho vô địch là một người. Giáp thứ ba chỉ có 15 điểm, được là chắc điểm để làm tuyệt đối và được chiến thắng. Thank you.
điểm cho bạn ạ, 70. Xin mời khán giả ta ở ngoài và chào nhập chiếc đô ban tổ chức quả bóng ra ngoài và nào ạ. Ai ngoài và chào và nhập chiếc đô quả bóng. Yeah.
Yeah, yeah. Yeah. Yeah.